Viêm gan B là gì? Video hôm nay, chúng ta sẽ nói về một căn bệnh khá phổ biến trên thế giới, đó là viêm gan B, còn được gọi là viêm gan siêu vi B. Trước khi đi vào chi tiết cụ thể về bệnh viêm gan B, chúng ta hãy tìm hiểu nhanh về bệnh viêm gan là gì. Viêm gan là tình trạng viêm của mô gan, hiểu đơn giản là gan bị tổn thương. Nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh là do nhiễm virus, tuy nhiên, viêm gan còn có thể là do chất độc, tiêu biểu là rượu, và các trường hợp bị nhiễm trùng. Nó cũng có thể được gây ra bởi một quá trình tự miễn dịch hoặc tổn thương do sự tích tụ chất béo trong gan. Có nhiều loại virus gây viêm gan, bao gồm virus viêm gan A, B, C, D, E, G. Trong đó, virus A, B, C là hay gặp nhất. Bệnh nhân viêm gan có thể do một loại virus hoặc bị đồng nhiễm từ 2 đến 3 loại virus khác nhau gây ra. Trong video này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào virus viêm gan loại B. Vậy, viêm gan B là gì? Viêm gan B, hay còn gọi là viêm gan siêu vi B, là tình trạng viêm gan lây nhiễm cao do virus viêm gan B gây ra. Virus này có thể gây ra cả viêm gan cấp tính hoặc viêm gan mãn tính. Bệnh được gọi là cấp tính nếu kéo dài dưới 6 tháng. Thông thường, những bệnh nhân này không gặp phải các biến chứng nghiêm trọng của virus, bởi vì cơ thể của họ có thể chống lại và tiêu diệt virus. Nhưng, nếu virus có thể duy trì hoạt động hơn 6 tháng trong cơ thể, nó được cho là đã trở thành một bệnh nhiễm trùng mãn tính. Bị viêm gan B mãn tính có thể rất nguy hiểm, vì nó có thể dẫn đến thành suy gan hoặc xơ gan. Khi đó, gan sẽ trở nên rất yếu, khả năng hoạt động của gan ngày càng giảm đi nghiêm trọng và cuối cùng sẽ dẫn đến ung thư gan. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính có khoảng 2 tỷ người nhiễm virus viêm gan B trên thế giới. Trong số 250 triệu người nhiễm viêm gan B mãn tính của châu Á-Thái Bình Dương thì Việt Nam chiếm tới 10-14%. Hiện, Việt Nam thuộc nhóm các nước có tỷ lệ mắc viêm gan B cao của thế giới, từ 8-12%. Trong đó, 10-15% nhiễm virus viêm gan B có diễn biến trở thành viêm gan mãn tính, sau đó khoảng 25% tiến triển thành xơ gan. Và trong số 25% này sẽ có khoảng 80% dẫn tới ung thư gan. Ước tính đến năm 2025 sẽ có khoảng 40.000 ca tử vong do bệnh này gây ra. Bệnh viêm gan B được lây nhiễm qua 3 con đường chính gồm: thứ nhất là lây truyền từ mẹ sang con. Nếu mẹ bị nhiễm virus viêm gan B thì con có khả năng mắc bệnh rất cao với xác suất lên đến 90%. Nếu tiêm phòng viêm gan B trong vòng 2-4 giờ sau khi trẻ được sinh ra thì nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm. Đường lây truyền thứ hai là qua đường tình dục. Nếu quan hệ tình dục không an toàn với người bị viêm gan B, bạn cũng có khả năng cao mắc bệnh này. Đường thứ ba là lây truyền qua đường máu. Nếu dùng chung kim tiêm với người bị viêm gan B, bạn cũng có khả năng mắc bệnh này. Nguy cơ mắc bệnh của bạn càng tăng nếu có thêm các yếu tố sau: dùng chung kim tiêm khi dùng thuốc truyền tĩnh mạch, dùng chung bàn chải đánh răng hoặc dao cạo râu, sống với người mắc bệnh viêm gan B, công việc phải tiếp xúc nhiều với máu người bệnh, du lịch đến những vùng có tỷ lệ người mắc viêm gan B cao như châu Phi, Trung và Đông Nam Á, Đông Âu. Viêm gan B được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng vì thường không gây ra triệu chứng gì rõ rệt cho đến khi gan của người bệnh đã tổn hại nặng nề. Các dấu hiệu và triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng 1 đến 4 tháng sau khi bị nhiễm bệnh, hoặc sớm nhất là sau 2 tuần bị nhiễm bệnh. Những triệu chứng viêm gan B bạn có thể gặp bao gồm nổi ban, đau khớp, mệt mỏi, vàng da. Bệnh nhân viêm gan B cũng có thể có những triệu chứng khác như phân có màu xanh xám, nước tiểu đậm màu, ngứa ngáy, chán ăn, buồn nôn, sốt nhẹ, đau bụng, đau ở vị trí nơi gan nằm trong cơ thể, mạch máu nổi lên trên da như màng nhện, còn gọi là dấu sao mạch. Nếu nghi ngờ bạn mắc viêm gan B, bác sĩ sẽ khám bệnh và làm xét nghiệm máu để phát hiện virus trong máu, cũng như cho biết bạn mắc viêm gan B cấp tính hay mãn tính. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể yêu cầu sinh thiết gan, sẽ cắt một mẫu nhỏ ở gan để đem đi xét nghiệm viêm gan B. Bạn nên gặp bác sĩ ngay sau khi bị phơi nhiễm virus viêm gan B để được tiêm huyết thanh miễn dịch viêm gan B.
Tiêm huyết thanh trong vòng 12 tiếng sau khi phơi nhiễm có thể giúp bảo vệ bạn khỏi sự phát triển của virus viêm gan B. Nếu không được tiêm huyết thanh kịp thời, bạn có thể sẽ bị viêm gan B cấp tính hoặc mãn tính. Các phương pháp điều trị bệnh phụ thuộc vào tình trạng bệnh như thế nào? Nếu là viêm gan B cấp tính, bạn có thể không cần chữa trị, bệnh có thể tự khỏi. Bạn sẽ được chăm sóc tại nhà và chỉ nên hoạt động nhẹ nhàng. Nghỉ ngơi hợp lý từ 1 tới 4 tuần sau khi chẩn đoán bệnh sẽ có ích cho việc phục hồi bệnh. Trong khoảng thời gian này, bạn nên tránh tiếp xúc thân mật với người khác. Chế độ ăn nên cung cấp đủ calo, chất dinh dưỡng và nước cho cơ thể. Ngoài ra, trong 2 tuần từ khi người bị nhiễm bệnh viêm gan B, cần phải tiêm huyết thanh kháng virus viêm gan B cho những người có quan hệ mật thiết với người bệnh. Nếu là viêm gan B mãn tính thì bạn sẽ cần điều trị để giảm các nguy cơ mắc bệnh gan và ngăn chặn khả năng lây lan cho người khác. Các phương pháp điều trị bao gồm các loại thuốc kháng virus như Lamivudine, Epivir, Adefovir tức Hepcera, Tenbivudine, Tizeca và Entecavir, Paraclut có thể giúp chống lại virus viêm gan B và làm chậm khả năng gây tổn thương cho gan của chúng. Thuốc Interferon Alpha 2B, Intron A, đây là một phiên bản tổng hợp của một hợp chất được cơ thể sản xuất ra để chống lại sự nhiễm trùng. Loại thuốc này chủ yếu được sử dụng cho người trẻ tuổi không muốn trải qua quá trình điều trị lâu dài hoặc phụ nữ muốn mang thai. Phức tạp nhất là ghép gan. Bác sĩ có thể đề nghị phương pháp này nếu gan của bạn đã bị tổn hại quá nghiêm trọng. Phẫu thuật sẽ cắt bỏ phần gan bị tổn hại và thay vào bằng gan khỏe mạnh của người hiến tặng. Cuối cùng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh hoặc hạn chế diễn tiến của bệnh viêm gan siêu vi B, bạn nên sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn mỗi ngày, nghỉ ngơi đầy đủ và có chế độ ăn uống hợp lý. Theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng, tiến sĩ Thomas Colin Campbell, nếu đã ăn một lạng thịt động vật trong một ngày, thì bạn hãy nên ăn thêm ít nhất 9 lạng rau củ quả trong ngày đó. Bình luận phía dưới có giới thiệu một số quyển sách hay về nhiều lĩnh vực khác nhau mà các bạn nên đọc. Chúc các bạn một ngày tốt lành!